Đây các bạn, hiện tại mình đang đứng trước ATM Sacombank nha. Thì hôm nay ngày chủ nhật nha. Đó, đây mình đã tiến vào trong máy. Hôm nay ban ngày chắc có thể hơi chói nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng thẻ ATM này để mình rút tiền mặt trên máy ATM các bạn. Thì trước tiên thì các bạn để ý dùng mình VPN Sacombank và cái chip nó nằm theo phía trên nha. Rồi, ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang trên đường ra ngoài ngân hàng, ngoài huyện như bạn, mình đi rút tiền nha. Thì mình phát hiện ra cái con đường lộ nông thôn của mình nè, có rất nhiều hoa ở bên đường, nên mình sẵn tiện mình quay cho bạn xem ha. Rồi, ok các bạn ơi, thì đây là con đường lộ nông thôn các bạn, nó thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì con đường này là con đường mình hàng ngày mình vẫn đi làm như các bạn. Thì do hôm nay là ngày chủ nhật các bạn, mình được nghỉ mà mình ở nhà nữa, mình đang kẹt tiền nên mình sẵn tiện mình chạy ra ngoài ngân hàng ngoài huyện, mình cầm theo cái thẻ ATM Sacombank của mình để mình rút tiền các bạn. Thì hôm nay mình sẽ rút tiền trên máy ATM của Sacombank ha. Thì hiện tại mình phát hiện hai bên lộ nè, nó trồng rất nhiều loại hoa. Hoa này thì hoa gì mình cũng không biết nha các bạn, nhưng mà thường thường mình đi làm mình thấy nó thường thường nó đổ từ rất sớm, từ 6 giờ là bắt đầu đổ các bạn, và nó sẽ tàn vào khoảng 9-10 giờ các bạn. Nó giống như hoa 10 giờ và nó cũng giống như hoa dừa các bạn, nhưng mà nó không phải hoa dừa nha các bạn. Đó, hoa dừa thì nó nở suốt ngày luôn. Đó, thì cái đoạn đường này nó dài khoảng chừng 500m rồi các bạn, thì cũng một đoạn à. Nhưng mà khúc này thì mình thấy người dân trồng loại hoa này rất nhiều và buổi sáng nó nở ra rất đẹp, nên mình quay mình chia sẻ đến cả nhà luôn. Sẵn tiện mình ra ngoài máy ATM, ngoài ngân hàng, rồi mình rút tiền để mình chia sẻ đến các bạn cách rút tiền của thẻ ATM của ngân hàng Sacombank ha. Và các bạn theo dõi video nha. Một chút nữa tới ngân hàng mình sẽ chia sẻ cái cách rút tiền luôn. Đây các bạn, hiện tại mình đang đứng trước ATM Sacombank nha. Thì hôm nay ngày chủ nhật nha. Đó, đây mình đã tiến vào trong máy. Hôm nay ban ngày chắc có thể hơi chói nha. Chỗ này là cái kia đưa thẻ. Còn chỗ này là chỗ mình nhập máy biên ha. Còn đây là chỗ kia để mình nhận tiền ha. Bên đây là kia nhận biên lai. Đó, thì màn hình giao diện của màn hình nó bình thường như vậy nha các bạn. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng cái thẻ ATM của mình để mình rút tiền ha. Đây, trước tiên khi đưa vô thẻ thì các bạn quan sát là ở bên dưới cái chỗ đưa thẻ là có cái thẻ mẫu nha. Và cái chữ Sacombank lúc nào cũng vô trước nha. Đó, và bên trên nó có một cái thẻ chip. Đó, mình cái chip lúc nào cũng nằm trên. Đó, khi mà đưa thẻ vô thì các bạn sẽ nổi lên tiếng Việt và tiếng Anh. Đó, các bạn sử dụng ô tiếng Việt thì nhấn ô tiếng Việt nha. Đó, sau khi nhấn ô tiếng Việt thì nó đưa mình vô diện là quý khách vui lòng nhập mã pin. Thì các bạn không nên nhấn vô đăng nhập mà nhấn vào mã pin ở dưới đây ha. Mã pin mình sẽ che lại như các bạn. Đó, khi mình nhấn thì nó sẽ nổi lên chữ X trên đây, nó gồm 6 số như các bạn. Thì mã pin Sacombank lúc nào cũng có 6 số như cả nhà. Đó, thì cái nó sẽ đưa mình giao diện như thế này. Đó, quý khách vui lòng chọn giao dịch rút tiền ha. Thì tên màn hình mình có là 10 triệu, 6 triệu, 2 triệu và số tiền khác bên kia là 500 ngàn.
thì hôm nay mình chỉ rút là 300.000 thôi các bạn. Thì một hồi mình để số tiền còn lại để mình chuyển tiền, thì ô tôm thẻ mình không còn được nhiều ha. Đó, thì hôm nay mình sẽ rút 300.000, mình nhấn ô xác nhận ở bên phải nha các bạn. Đó, thì nó kêu mình là có muốn in biên do like gia đình hay không, thì mình sẽ chọn ô in biên like hoặc không in là do các bạn ha. Đây, thì nó để là hệ thống đang xử lý, quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Đó, thì cái chỗ trước tiên á, thì các bạn thực hiện giao dịch, thì khi mà thực hiện giao dịch thì máy sẽ đưa thẻ ra trước, tiền ra sau ha, các bạn lưu ý nha. Đó, thì máy nó đang xào tiền nè các bạn. Đó, thì các bạn sẽ quan sát ở bên chỗ cái đầu lọc thẻ các bạn, thì cái thẻ mình sẽ ra trước. Đó, các bạn đợi trong giây lát nha. Đây, ở đây thẻ nó ội ra ha. Thì cái thẻ của bạn là nó cho phép bạn khoảng 10 giây hoặc 15 giây, nếu bạn không lấy thẻ thì nó rút thẻ lên ha, hoặc rút tiền bạn luôn. Rồi thẻ tiền thì nó ra sao như thế này các bạn. Đó, thì bên đây là key in biên lai ha. Đó, thì mỗi lần giao dịch á, thì chỉ một lần giao dịch thôi các bạn, thì thẻ sẽ ội ra để mình thực hiện giao dịch khác, thì mình sẽ tiếp tục muốn thực hiện một giao dịch khác thì mình sẽ tiếp tục rút thẻ vô nha các bạn. Thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách rút tiền bằng thẻ ATM của ngân hàng Sacombank ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái giao dịch khác, là mình sẽ giới thiệu sơ bộ về cái chức năng trên máy ATM của thẻ ha. Mình sẽ gõ ô tiếng Việt tiếp tục như vậy nha. Đó, rồi mình chỉ việc là nhập mật khẩu vô nha các bạn. Mật khẩu của Sacombank gồm 6 số nha cả nhà. Đó, rồi mình sẽ nhập mật khẩu bên dưới nha. Đó, các bạn mỗi lần nhấn thì các bạn sẽ nổi lên một con ít nè, các bạn quan sát ha, thì nó kêu mình chọn giao dịch nè. Đó, thì vừa rồi mình đã rút tiền rồi. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn vô ô giao dịch khác, ô màu vàng ha, để mình trang đây được số tiền nó hiện bên dưới ha, và số tiền khác mới nãy mình đã rút rồi 500.000. đó, ở đây có chuyển tiền nữa nè. Đó, thì các bạn chuyển tiền, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu cái số tiền mình vừa rút ha. Đó, thì mình sẽ tra cứu thông tin và mật mã hoặc là rút tiền mặt ở dưới ha. Đó, bây giờ mình sẽ tra cứu cái thông tin cái số tiền mình vừa rút nãy của mình còn bao nhiêu tiền nha. Đó, ở đây thì có hai cái, một là tra cứu số dư và tra cứu giao dịch. Thì mình sẽ tra cứu giao dịch trước nha. Giao dịch là ở bên dưới để mình biết là số tiền của mình nó ra vô như thế nào nha các bạn. Đây, bên trên là tra cứu số dư ha, nhưng mà mình sẽ chọn tra cứu giao dịch trước để cho các bạn xem. Nó có hai loại. Giao dịch là những cái giao dịch tiền ra vô của mình, còn số dư là mình sẽ kiểm tra số dư của mình. Đó, thì nó để hệ thống đang xử lý ha, thì các bạn quan sát giùm mình nha. Đó, và sẽ mới nãy mình sẽ in biên lai luôn các bạn. Đây là những cái giao dịch mà vô trong cái tháng của mình. Đó, rồi rồi bây giờ mỗi lần thực hiện giao dịch mình sẽ nhập mật khẩu lên một lần nữa ha. Ok, thì mình sẽ chọn vô ô tra cứu thông tin như cũ ha. Rồi mình sẽ chọn vô ô tra cứu số dư nha các bạn. Đó, mình tiếp tục in biên lai ra. Đó, thì mình sẽ biết được cái số tiền trong tài khoản mình là bao nhiêu nha. Rồi đây là cái biên lai mình vừa in ra ha. Thì nó hiện tại thì mình trong tài khoản mình còn 500.000, mình mới vừa rút 300 và còn lại là 200.000 nha. Rồi mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.